Nay về được ít hàng cho anh em nha, còn sót lại nhiều lắm, sót lại một mớ luôn mà không lấy được, không lấy, đang chờ hải quan xử lý. Đợt này về nó có trục chặt chứ. Cái giày đẹp, cái giày đẹp, da đẹp cũng rẻ lắm chứ, có mắc rồi. Về nữ nhất là cái tay phone là 100 rồi, có mười mấy đồng cái à, không có dây nhợ gì, kết nối bluetooth là xài thôi, như đây rồi mười mấy đồng, thấy rẻ quá mua thử xài thử. Mang một con Starlink đợt này về cũng được mấy cái, còn rất là nhiều lắm, không có ra được hết, không có lấy về được hết. Tiger cũng mấy mẫu mới, mẫu cái đồ mẫu đồ đợt này về nhiều mẫu mới lắm, mới mà đẹp cũng cần. Đợt này có nhiều cái, có gần 2 tháng trời luôn chưa có về, nên ra anh em cũng thông cảm dùm, mình cũng bị dính nhiều trong đó. Dán chờ thêm một thời gian nữa đi, cả mấy anh em nào chờ không được thì mình họ thối tiền lại, mình gửi tiền lại cho. Hàng hóa đó mình ôm luôn không sao, mình bán ra cũng được, không có nhất thiết được phải không? Chứ là sợ anh em chờ lâu quá. Mấy mẫu Bulova đẹp lắm cho mình. Quên khóa nhấc đôi giày vậy nè, đẹp. Rồi anh em nào coi có cái gì liên hệ với mình nha.